Hello, chào mừng anh em đã đến với Thảo Ngọc Anime. Anh em thấy đó, các chàng trai main thường sở hữu sức mạnh vô song, nhưng họ lại rất thích che giấu tài năng của mình. Đến khi cần, chính họ lại là người khiến ai cũng phải bất ngờ vì nguồn sức mạnh mà mình đang sở hữu. Hôm nay hãy cùng với Thảo Ngọc Anime đến ngay với Top 10 Anime main mạnh mẽ từ khi sinh ra khiến ai cũng phải bất ngờ. 10. Saredo Sumibito wa Ryu to Odoru, thể loại hành động drama fantasy sci-fi. Câu chuyện xoay quanh Zushiki, những phương trình chi phối lượng tử, chi phối bất biến H trong hành động, nhờ đó thay đổi những định luật vật lý trong phạm vi cục bộ, rồi sản sinh ra chất nổ TNT và khí độc cùng với những hiện tượng vật lý phi phàm như plasma và phản ứng hạt nhân. Zushikishi là những người sử dụng Zushiki trong trận đấu. Hai nhân vật chính trong truyện này chính là Gaius, người có khả năng ứng biến với vận xui, và kiếm khách xinh đẹp nhưng tàn bạo Gigena. Họ chính là những Zushikishi trở thành thợ săn tiền thưởng. Một ngày nọ, Gaius và Gigena vướng vào một trận chiến với lũ rồng trong thành phố Eridana và các mưu đồ giữa những cường quốc. 9. Shining Heart Shiawase no Pan, thể loại hành động fantasy isekai. Câu chuyện của Shining Hearts diễn ra tại thế giới End Earth trong bối cảnh thời Trung Cổ, nơi có các giống loài như loài người, tiên tộc F, nhân thú, nửa người, nửa thú, người lùn, long tiên tộc, một nhánh khác của tiên tộc F và mang dòng máu của loài rồng cùng nhau chung sống. Rick là một chàng trai bị trôi giạt vào đảo Windaria sau một cơn bão, được ba cô gái trẻ Irie, Neris, Emil giúp đỡ và nhận vào làm trong cửa hàng bánh mì của họ. Nhưng một khi mặt trăng trở thành màu đỏ thẫm cùng với những ngọn gió chết chóc thổi đến, họ sẽ phải đối mặt với những sự kiện kỳ lạ. Và một ngày kia, một cô gái bí ẩn có tên là Kaguya bị sóng đánh trôi vào đảo Windaria sau một cơn bão lớn. Cô ấy gặp Rick, đau khổ vì bị mất đi ký ức. Đảo Windaria yên bình, giờ đây xuất hiện đầy hải tặc đang tìm kiếm mảnh đá tinh linh trên cổ của Kaguya. Rick và ba cô gái quyết định tìm cách giúp đỡ Kaguya tìm lại ký ức và đem sự bình yên quay trở lại. 8. Under the Dog, thể loại hành động sci-fi hồi hộp. Vào năm 2025, đã 5 năm kể từ khi những cuộc tấn công của khủng bố kết thúc. Năm 2020, tại kỳ đại hội Tokyo Olympic, Liên Hiệp Quốc đã nắm được quyền điều hành những trang mạng ở biên giới thuộc vịnh Tokyo, khu vực mà Nhật Bản không thể nào xâm phạm được. Togetsu Hana là một nữ sinh cao trung 17 tuổi, đồng thời cô cũng là cư dân sống ở khu vực này. Từ thời niên thiếu, cô bé đã được đào tạo thành một điệp viên, vì thế cô đã gia nhập vào một mật đội vụ của Liên Hợp Quốc, một mật đội gồm 7 thành viên mang tên Flowers, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, ám sát. Hana được giao cho một nhiệm vụ, đó chính là giả danh một học sinh chuyển đến môi trường công lập trên đảo Enoshima. Nhiệm vụ được giao của cô là ám sát Shunichi Nanase, một học sinh trong lớp mà cô được chuyển đến. Trong khi tiếp cận mục tiêu của mình, một người đàn ông trung niên đã đến trường thăm Shunichi. Tình hình bỗng chốc trở nên nghiêm trọng khi quân đội Hoa Kỳ được cử đến môi trường để bắt người đàn ông đó trước, nhằm ngăn chặn thảm kịch sắp xảy đến. Kẻ thù của bọn ta là ánh sáng của nhân loại. Họ được gọi là hoa bởi vì họ luôn kết thúc bằng cái chết, giống như những đóa hoa nở rộ rồi lại lụi tàn trong làn gió. 7. Hatage Kemono Michi, thể loại hài hước fantasy isekai shonen. Đồ vật chuyên nghiệp là người yêu động vật Genzo Shibata đột nhiên bị triệu hồi đến thế giới khác, được chào đón bởi công chúa. Nàng muốn anh tiêu diệt hết lũ ma thú đang hoành hành ở thế giới này. Cảm thấy xúc phạm khi bị yêu cầu giết động vật, Genzo đã dùng Don German Suplexes với công chúa. Không thể quay về thế giới cũ, anh quyết định sống một cuộc sống thanh bình và quản lý một cửa hiệu thú cưng quái vật. 6. Senkou no Nairai, thể loại hành động lịch sử quân đội siêu sức mạnh. Lấy bối cảnh thành phố Thượng Hải năm 1931, vào thời điểm quân đội Hoàng gia Nhật Bản bị trục xuất khỏi Trung Hoa đại lục do kết quả của cuộc chiến Nga-Nhật và Thế chiến thứ nhất. Câu chuyện kể về một tổ chức tình báo có tên là Sakurai Kikan bị lãng quên trong dòng lịch sử đó.
5. Mahou Shoujo Lyrical Nonaha. Thể loại hành động hài hước drama Mahou Shoujo siêu sức mạnh. Nanoha, một cô bé lớp 3 nhận được sức mạnh phép thuật từ hành tinh khác. Cô bé cùng với bạn của mình là Yuno đã lên đường đi tìm The World Seed, một cấm vật có sức mạnh to lớn. Trong cuộc hành trình, cô bé đã gặp Faith, con gái của một đại pháp sư trước kia. Faith cũng đang giúp đỡ mẹ của mình tìm The World Seed, nhưng với một mưu đồ xấu. Bốn. Kuma 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 Bear, thể loại phiêu lưu hài hước fantasy isekai. Yuna, 15 tuổi, thích ở nhà và ám ảnh với việc chơi VRMMO yêu thích của mình hơn làm bất cứ điều gì khác, kể cả đi học. Khi một bản cập nhật mới kỳ lạ mang đến cho cô ấy một bộ trang phục gấu độc nhất vô nhị với khả năng chế ngự, Yuna đã bị xé nát. Bộ trang phục này dễ thương không thể tả nổi, nhưng quá xấu hổ khi mặc nó trong trò chơi. Nhưng rồi cô ấy đột nhiên thấy mình được đưa vào thế giới của trò chơi, đối mặt với quái vật và phép thuật là có thật, và bộ đủ gấu trở thành vũ khí tốt nhất mà cô ấy có. 3. Planet Wave, thể loại hành động viễn tưởng Mecha. Theo lý thuyết về linh hồn, những giấc mơ về rồng tượng trưng cho sự đấu tranh đánh mất bản thân trước sự tức giận của chính mình. Đúng như vậy, Soya Kuroi tỉnh dậy sau một cơn ác mộng về một con rồng khổng lồ đang phá hủy mọi thứ xung quanh anh ấy trong một ngọn lửa của ánh sáng màu cầu vồng. Sau khi được thông báo rằng đã mất đi cha mẹ và trí nhớ trong một tai nạn kỳ lạ, thế giới thức giấc trở thành một cơn ác mộng khác. Với giấc mơ này là ký ức duy nhất của anh ấy không có lựa chọn nào khác ngoài việc được chăm sóc bởi hai người bảo vệ kỳ lạ của mình, cô hầu gái năng động và lanh lợi, Kinko, và một con mèo khổng lồ chỉ được biết đến với cái tên Sensei. Cuộc sống mới của anh bị đảo lộn khi người dân thành phố Saromisaka bị bao vây bởi một UFO hình gấu bông. Khi sức mạnh quân sự tỏ ra không hiệu quả, 7 con người bí ẩn đã vùng lên để chống lại những kẻ quái dị. Những anh hùng này tiêu diệt kẻ xâm lược trong một loạt các ánh sáng màu cầu vồng. Chính những ánh sáng mà Soma đã nhìn thấy trong cơn ác mộng của mình. Với mối đe dọa từ người ngoài hành tinh bị đẩy lui, 7 người lạ này thấy mình phải đối mặt với một kẻ thù mới, Soya. Thề sẽ trả thù những người đã hủy hoại cuộc sống cũ của mình. Anh ta bắt đầu cuộc thập tự trên của mình chống lại những anh hùng này và bị cuốn vào một cuộc tranh giành lấy thiên hà. 2. Mugen no Junin Immortal, thể loại hành động phiêu lưu drama siêu nhiên lịch sử võ thuật Samurai Seinen. Câu chuyện bắt đầu với một kiếm sĩ bất tử được mệnh danh là Bách Nhân Trảm, Manji, và một cô gái có tên là Rin, người nuôi tham vọng báo thù cho cái chết của cha mẹ mình. Manji tuy bất tử nhưng lại luôn dằn vặt về những cái chết mình đã gây ra trong quá khứ, nên anh khao khát có được cái chết hơn bất cứ thứ gì. Vì thứ mà Manji giỏi nhất là chém giết, nên anh đã lập ra một kế hoạch để lấy lại cơ thể phàm tục của mình. Đó chính là giết 100 kẻ xấu, để đổi lấy một mạng sống mà anh ta đã giết hại khi xưa. Mọi thứ bắt đầu xoay chuyển khi anh gặp được Rin, người đã cầu xin anh trợ giúp để trả thù những kẻ đã sát hại gia đình cô. Bọn chúng là những kiếm sĩ tinh thông kiếm thuật có tên là Itoryu, với dã tâm tiêu diệt toàn bộ những võ đường khác để xây nên nền kiếm thuật độc tôn của riêng chúng. Phải đối mặt với những kiếm sĩ bậc thầy này, liệu Rin có trả được mối thù giết cha mẹ của mình? Và Manji có thành công trong cuộc hành trình tìm đến cái chết của mình hay không? 1. Pandora Hearts, thể loại phiêu lưu fantasy huyền bí siêu nhiên shonen. Đối với Ors Vesalius trẻ tuổi, người thừa kế của nhà công tước Vesalius, thế giới đầy nguy hiểm được gọi là vực thẳm không khác gì hơn là một câu chuyện dân gian dùng để dọa những đứa trẻ có hành vi sai trái. Tuy nhiên, khi buổi lễ đón tuổi của Ors bị gián đoạn bởi gia tộc Baskerville ác ý muốn trục xuất anh ta xuống vực thẳm, người thừa kế Vesalius nhận ra rằng cuộc sống xa hoa yên bình của anh ta đã kết thúc. Giờ đây, anh ta phải đối mặt với thế giới của Abyss và những cư dân của nó, những chuỗi quái dị. Cả hai đều không hoàn toàn là giả như anh ấy từng tin. Pandora Hearts kể về cuộc hành trình của cậu bé Ors 15 tuổi nhằm khám phá ý nghĩa đằng sau những sự kiện kỳ lạ đã ập đến cuộc đời của cậu. Được hỗ trợ bởi một chain bí ẩn tên là Alice, có biệt danh là Bloodstained Black Rabbit, và các thành viên của một tổ chức bí ẩn được gọi là Pandora.
Oz bắt đầu nhận ra sự tồn tại của mình có nhiều ý nghĩa hơn những gì mà anh ấy có thể tưởng tượng. Trên đây là top 10 anime main mạnh mẽ từ khi sinh ra khiến ai cũng phải bất ngờ mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đến đây cũng là hết mất rồi. Các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thảo Ngọc Anime biết để mình gấp rút trở thành manga top tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và subscribe Thảo Ngọc Anime ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!